Ông Phúc là cái người chơi rất là ngông. Quý vị có nhớ là khi mà ổng về ổng thăm Hội An không? Ảnh chơi ảnh đậu nguyên dàn xe, mẹ ảnh đi ngược chiều luôn. Mẹ lúc đó cái ngày đó dân chúng ở đó nó bán không được. Đưa đồ cận vệ, cảnh vệ xuống nó dẹp nguyên cái khu phố Hội An. Bán ế xề hết luôn. Rồi bây dân chúng chửi quá trời. Lúc bấy giờ là Nguyễn Xuân Phúc là một trong những cái người mà ngông cuồng cái kiểu đó đó. Tôi nói như vậy để cho quý vị biết. Lúc đó đó là coi